Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Đó, thì hôm nay em là tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần carbon nha cô chú anh chị. Số cần carbon thì giá em bán đây á, là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển gần phải là 45.000 đơn thôi cô chú anh chị. 45.000 đơn. Thì anh em nào lấy hai đơn em bao ship nha, có nghĩa hai 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 hà hai món á, hai món trong video này thì em sẽ bao ship. Còn một món thì cô chú anh chị tự thanh toán nha. Đó, em báo gõ trên đây. Chứ để có nhiều anh cứ cứ gọi tới kỳ kèo vài chục ngàn thì vận chuyển à. Em cũng vì kèo cũng nhức đầu lắm. Anh em nào thấy ưng thì cứ alo trực tiếp nha. Còn anh em nào cứ kỳ kèo thì nói chung là anh em suy nghĩ rồi gọi nha. Rồi, giới thiệu tất cả anh em cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên này gốc mini anh em. Mã số của nó là mã số 100 nha. Dài của nó là 2m1, độ cứng số 10 anh em. Shimano, dài 2m1 độ cứng số 10. Khoan nó khoan buji đá sấm xanh anh em. Made in Korea anh em à. Made in Korea nha. Ngoại hình rất là đẹp. Ngoại hình rất đẹp nha anh em. Cây đánh luôn ngon, ngọn mềm. Cây này mã số 100 nha, nặng 145 g, ngọn 1 ly 3, gốc của nó là 13 14,2 anh em. Mã số 100 giá 650. Mã số 100 giá 650. Tới 101 là cần dây trong anh em. Hai khúc dây trong chất liệu cần carbon. Bát nó bát Fuji nha. Cây này cái hãng cây này hãng Ryobi anh em. Độ cứng để em coi độ cứng máy đây. Độ cứng 52,4. Nó có ghi ở đây mà hơi mờ anh em, độ cứng 52,4 nha. Thông số đây nói chung chữ nó bay hết trơn rồi. Nhưng mà nhìn cũng vẫn thấy bình thường anh em. Tổng thể cần đây. Tổng thể đây. Cái này mã số của nó là 101 nha, nặng 235 g. Ngọn 2 ly rưỡi, góc 14,6. 101 giá 500 rưỡi nè. Ok, để cho anh em 500 thôi. 101 giá 500 anh em. 101 giá 500k. Tới 102 là cần hay chi dành cho anh em câu bè anh em à. Chất liệu cần carbon nha, Made in Korea. Khoan Fuji đá sấm xanh. Bát Fuji với 6 nha. Hãng Master dài 2m1 anh em. Độ cứng cái này tương đương là 30 32,1 nha. Ngoại hình rất là đẹp, chất liệu cần carbon. Đây chỗ này tháp sợi tinh nha anh em. Chỗ này màu đen đây trở lên là tháp sợi tinh nha. Ngoại hình rất là đẹp luôn á, sáng trưng à. Tổng thể đây. Cái này mã số 102 anh em. Nặng 180 g, ngọn 1 ly 4, góc 16 nha. 102 giá 700k anh em. 102 giá 700 ngàn nha. Cây rất đẹp anh em à. Một cây cần hay chi dành cho anh em câu bè. Cái 103 này cần 3 khúc anh em. Cây này mất cái cục cao su dưới đít nha. Ở đây nó có cái cục cao su đó bị mất rồi. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh. Chất liệu cần carbon anh em. Chất liệu cần carbon nha. Bát nó bát Fuji anh em à. Độ cứng 50. 50 ha. Rồi đem coi này. Độ cứng 50 dài 3 mét nè. Độ cứng 50 nè. Dài 3 mét đây nó hơi mờ tí mà dài 3 mét nha. Hãng cái này là hãng SZM nha anh em. Hãng SZM. Tổng thể cần đây. Quả hình rất là đẹp. Chỉ có mức nắp đít này thôi. Anh em về tìm cái cục cao su gắn vào nha. Chất liệu cần carbon. Mã số cái này là 103 anh em. Nặng 280 g. Ngọn 2 ly 4, góc 15. 103 giá 750 nha. 103 giá 750. Tới 104 là cần 3 khúc dành cho anh em câu 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 rền nha anh em. 3 khúc dành cho anh em câu rền, khoan Fuji Six. Chất liệu cần carbon anh em à. Bass nó là bass Fuji nha. Cây đẹp.
đẹp can luôn em à. Cây này có hãng mist nha anh em, hãng mist. Cây này cây bao lau sót gì đây. Đó, lực lua của nó 8 đến 10 đến 40 gram. Lực của nó 8 đến 20 lb nha anh em. Dài 3 mét 9 anh em à. Cây này hàng nội địa của Nhật anh em. Ngoại hình rất là đẹp luôn anh em à. Chất liệu cần carbon nha. Tổng thể cần đây. Sáng trưng à. Mã số của này là 104 anh em. Nặng là 345 g, ngọn 2 ly 2 góc 16 nha. 104 giá của nó 2 triệu 2 anh em. 104 giá 2 triệu 2 nha. Tới 105 này cần cần này cây cần cần dây trong hai khúc anh em. Chất liệu cần carbon nha, dây trong hai khúc, chất liệu cần carbon, bá thản. Độ cứng 20 dài 1m8 anh em à, hãng Tactic Enroy nha. Độ cứng 20 dài 1m8. Hãng Tactic Enroy anh em à. Ngoại hình thì chung này có bị chốc nó sơn anh em. Chỗ này có khúc nó làm anh em, thấy chưa? Khoan đá đầy đủ. Ngoại hình tổng thể nói chung là còn khá ok anh em, nguyên bản. Chưa gãy ngọn anh em. 105. Nặng 110 g, ngọn 1 ly 7 góc 8 ly nha. 105 giá 380. 105 giá 380.000 anh em. Tới 106 nha. 106 này cây cần hai khúc. Cây này là bược tụi bên Nhật tụi nó chế anh em. Nó chế cháo dán keo tùm lơ hết nè. Nhưng mà gắn vô cần vẫn bình thường. À, trên đây nè, bao cho em xem rõ luôn. Đây nè, à, em thấy không? Nó độ thì một cái góc nó nè anh em, nó độ gắn ở ngoài nè. Đó, em thấy rõ không nè, nó độ nè. Nhưng mà gắn vô vẫn bình thường luôn á. Nó độ gắn vô bình thường anh em nhìn nó hơi thô, hơi xấu thôi. Đó không? Gắn vô thì nó cắm vô trên kia, nó cục vô tới đây anh em. Câu kéo bình thường, giá mấy cái này với giá rẻ cho anh em luôn. Khoan Fuji đó, Fuji xích luôn anh em. Cái khoan này khoan Fuji xích luôn nha. Khoan vui xích luôn, bát nó bát Fuji. Đó, bát Fuji khoan vui xích. Hãng Anh Va Tắc Cò anh em. Ngoại hình rất là đẹp luôn á. Độ cứng nó là không để dài 2m4 anh em. Cây độ cứng nó tương đương là tầm khoảng 20-25 anh em à. 20-25 ngọn mềm. Made in Korea nha. Nên góc này độ lên thấy cái ngọn nó hơi ngắn tí. Tại góc nó độ góc nó độ rồi. Rồi, cây này bị là độ như bán rẻ cho anh em luôn nha. Cây này 106 anh em. Nặng 265 g, ngọn của nó 2 ly, gốc của nó 13 nha. 106 giá 500. Cây này nếu mà không độ cây này rơi khoảng tầm 1 triệu 3 triệu 4 anh em. Đó, giờ bán cho anh em 500 ngàn thôi, 106 giá 500k nha. 500 ngàn. Tới 107 này cần hai khúc dành. Ngọn của nó ngọn sợi tinh nha, gốc của nó gốc carbon, ngọn sợi tinh. Bát đó là bát Fuji, khoan Fuji đá sấm xanh, cây này dành cho anh em câu dít anh em à. Dít nhẹ. Cây này thông số đó. Dài 1m8 nha anh em. Hãng của hãng Navituro vậy. Dài 1m8 anh em à. Ngoại hình rất là đẹp nha. Tổng thể cần đây. Độ cứng này, cây này nếu mà tính độ cứng hai khúc thì cây này rơi khoảng độ cứng 80 anh em. 80 nha, độ cứng 80. Mã số của nó 107 anh em, nặng 350 g, ngọn 2 ly 1 góc 14,25 nha. 107 giá 850. 107 giá 850 anh em. Tới 108 nha. 108 thì cần nữa có cái bao anh em. Cây này cây cần hai khúc nha, chất liệu cần carbon, khoen Fuji đá sấm xanh, khoen Fuji đá sấm xanh nha, chất liệu cần carbon anh em, bát nó bát Fuji, độ cứng 30 về 2m4 nha, Made in Korea, ngọn tháp sợi thủy tinh anh em à, cần rất là đẹp, cây đẹp lắm nha, đẹp can sờ ban luôn, cây đẹp can sờ ban luôn anh em, tổng thể cần đây. Mấy cái này thì anh em về khỏi phải bàn, đẹp lắm anh em. Mã số 108 nha, nặng 230 g, ngọn 1 ly 7 góc 15. 108 này giá 850.
108 giá 850 anh em. Rồi. T109 nha anh em, 109 là cần dây trong 3 khúc. Ngoại hình thì nói chung là hơi dơ tí anh em. Không, hơi bẩn dơ. Anh em dễ thể vệ sinh lại nha. Chất liệu cần carbon. Bát nó bát hãng anh em. Cây này độ cứng 83 m. Hãng cái này hãng SZM nha anh em, độ cứng 83 m. Ngoại hình nói chung khá đẹp. Ngoại hình khá đẹp anh em à. Tổng thể cần đây. Cây này mã số của nó là 109 anh em, nặng 420 g, ngọn 2 ly 6, góc 16,5 nha. 109 giá 600 ngàn. 109 giá 600 ngàn anh em. Rồi tới 110 anh em. 110 này cần ISO biển anh em à. ISO biển nha, chất liệu cần carbon luôn. Ngoại hình rất là đẹp. Bát nó bát Fuji nha. Cây này hãng NFT. Dài 3m6 anh em, để chữ 12 ở đây. Dài 3m6 nha. Nguyên vàng khoan nó khoan chân biển anh em. Cây này ISO biển nha. Chất liệu cần carbon. Carbon dùng xoắn vòng anh em. Không phải hai da nha, mấy cái này để cổ nè. Ngoại hình khá đẹp á, sáng đẹp. Sáng chân à. Độ cứng cây này tương đương độ cứng số 78 nha anh em, cây độ cứng tương đương số 7 số 8 á. Tại ISO này nó số biển mà nó cứng lắm anh em. Nó cứng hơn cái ISO thường mình, ISO thường mình độ cứng khoảng 5 là hết rồi. 6 cũng là cao lắm, này khoảng 7 8 nó cứng hơn cái con chút anh em. Tổng thể đây. Cái này mã số nó là 110, nặng 650 g, ngọn 21, góc 28,7 nha. 110 giá 1 triệu anh em. 110 giá 1 triệu nha. Cái này giá 1 triệu anh em ạ. À. Rồi tới 111 anh em, 111 này cần cần lưu rờ anh em, cần lưu rút nha. Cây này 111 giá cần lưu rút. Chất liệu cần carbon anh em. Bát nó đây. Bát nó bát Fuji nha. Cây này hãng SZM, dài 2m7 anh em. Lực của nó 8-20 lb, mồi của nó là 7-21 g anh em ạ. À. 7-21 g nha. Nguyên vàng khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Chất liệu cần carbon anh em. Chất liệu cần carbon nha. Ngoại hình rất là đẹp. Cái này ngoại hình rất đẹp anh em. Tổng thể cần đây. Cái này mã số nó 111. Nặng 215 g, ngọn 1 ly 7, góc là 15,5. 111 giá 750 anh em. 111 giá 750 ngàn. Rồi tới 112 là cần ISO anh em. ISO khoan nhỏ nha, chất liệu cần carbon. Quả hình đây thì nói chung ở đây nó độ nó để thêm một cái G nữa để cho anh em cầm tay dễ anh em. Khá là hay luôn. Làm chủ nhật. Rồi nãy em có điện thoại nha cô chú anh chị. Thì tuần quay cây cần này nha. Thì bát nó bát Fuji bát 6 cô chú anh chị. Cây này độ cứng 0.8 và 5.3 anh em. 0.8 tương đương chưa tới độ cứng số 1 anh em. Chất liệu cần carbon và hình có chày nha. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Khoan Fuji đá sẫm xanh, chất liệu cần carbon. Ngoại hình nói chung khá đẹp á. Ngoại hình khá đẹp anh em. Sáng chân à. Cây ngoại hình đẹp nha, đẹp sáng. Khoan nó khoan Fuji đã sẫm xanh anh em à.
tổng thể cần đây. Cây này mã số 112, nặng 200g, ngọn 1-2, gốc 18 nha. 112 giá 500 ngàn nha, 112 giá 500k nha. Tới 113, 113 này cần ISO khoang nhỏ luôn, ngoại hình rất là đẹp, cây hãng Daiwa nha. Bát nó là bát Fuji, bát Fuji Daiwa anh em. Bát nó của thằng Fuji đây, hãng bát Fuji nhưng mà có chữ Daiwa trên đây luôn nha. Cây này độ cứng số 2 và 5m3 anh em. Made in dao băng nha, made in dao băng, carbon hay da xoắn đây. Cây này ngoại hình xoắn rất là đẹp anh em. Khoang nó là khoang Fuji đá sấm xanh, khoang rất là đẹp, mới tình, carbon hay da xoắn đây anh em. Còn như này carbon xoắn vòng thôi, đẹp nha, sáng lắm, cây này sáng đẹp khoảng 90%, đẹp 90% anh em. Quan tổng thể đây, tổng thể cần đây nè. Cây này mã số của nó là 113 nha, nặng 260g, ngọn 1-1, gốc 23. 113 giá 950 nè, 113 giá 950 nha. Rồi tới 114, 114 này cần súp lở anh em, cần súp lở nha, chất liệu cần carbon. Cây này hãng Bombay anh em. Bát nó bát Fuji FS7 nha. Cây này độ cứng 15 và 3m9 anh em, độ cứng 15 và 3m9 nha. Khoang nó là khoang của hãng sản xuất nha anh em, không phải khoang Fuji nha, khoang của hãng thôi. Ngoại hình cây này nói chung có chày âm dâm anh em, có chày như vậy nha, ngoại hình có chày. Cần dùng khá đẹp á, ngọn đây. Chất liệu cần carbon, tổng thể cần. Cây này mã số 114, nặng là 340g, ngọn 2-3, gốc 21 nha. 114 này giá 580 anh em, nhưng mà thôi giờ để cho anh em lại giá rẻ luôn, giá mềm xèo luôn, 530.000. Ở 114 để cho anh em giá 530.000 thôi, như hỗ trợ cái phí cước cho anh em nha. Đó thì em đã bớt thẳng trong cần luôn rồi đó. Tới 115. Đó, tới 115. Khoan súp lở anh em, cần súp lở nha. Cây này cây cần Shimano Holiday Spin, độ cứng 15-36 anh em, Made in Korea nha. Made in Korea. Bát nó bát Fuji S7 anh em. Quả hình nói chung có chày. Khoan Fuji đá sẫm xanh, alo là vừa đầu chống sáng nha, không phải Fuji mà đầu chống sáng. Chất liệu cần là carbon, ngoại hình nói chung còn khá là đẹp, ngoại hình khá đẹp anh em. Cần đẹp lắm anh em, vậy quá ok. Tổng thể cần đây, cái này mã số 115, nặng 250g, ngọn 1-9, gốc 19,7 nha. 115 này giá 780 anh em, 115 để cho anh em giá 780.000. Tới 116 anh em, 116 này cần ISO khoang nhỏ nha, chất liệu cần carbon. Bát nó bát Fuji F6, độ cứng 2.5 dài 5 dài 4m rưỡi nha, độ cứng 2.5 dài 4m rưỡi. Khoang nó khoang Fuji đá sẫm xanh anh em, quy nhàn khoan Fuji đám xanh nha. Chất liệu cần carbon. Cây này ngoại hình rất là đẹp anh em, sáng chân à. Đó. Ngọn đây bóng 7 anh em, cây này ngọn là bóng 7 luôn. Tổng thể cần cho anh em đây. Cây này mã số của nó 116 nha, nặng 245g, ngọn 1.5, gốc 21 anh em.
116 này để cho anh em 700, nhưng mà thôi để giờ để cho anh em 650 đây. Bớt xuống cho anh em luôn. 650. 116 giá 650 nha. Tới 117. Một cây cần câu lục anh em. Một cây cần câu lục hãng Marine. Bass nó bass Fuji FS7 nha. Đầu cứng 25 dài 4m2 nha. Cây này cây Submaster nha. Đầu cứng 25 dài 4m2. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh anh em. Khoan Fuji đá sẫm xanh, cần rất là đẹp. Cần rất đẹp anh em. Quá đấy, còn có khá là sáng á. Tổng thể cần đây. Cây này mã số 117 anh em. Nặng của nó là 450 g, ngọn 2 ly 2, góc có 23 nha. 117 để cho anh em giá 1.250.000. Cây rất đẹp anh em. 117 để cho anh em giá 1.250.000 nha. 1.250.000. Tới mã 118. Cần câu lục luôn. Chất liệu cần carbon anh em. Bass đó bass Fuji FS7 nha. Đồ dài của nó 24m2 luôn. Cây này hãng của nó hãng Hibiki gì đây. Tem Nhật anh em. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Quy nhận khoan Fuji đá sẫm xanh anh em. Chất lượng cần là carbon. Sáng chân nè. Chất lượng cần carbon nha. Ngoại hình rất là đẹp. Ngoại hình rất đẹp anh em. Tổng thể cần cho anh em đây. Cây này mã số nó 118 anh em, nặng 405 g. Ngọn 21, góc 25,4 nha. 118 để cho anh em giá 800.000 thôi. 118 để cho anh em giá 800k thôi nha anh em. Cây này quần hình nói chung có chày em mới bán giá này anh em. Em thấy rõ không có chày nha. Để quên cho anh em coi. Đó, nó có chày dăm dăm đây. Thấy rõ nha. Rồi tới mã số 119 là cây cần câu lục luôn. Cũng là hãng Hibiki luôn. Quần hình chày đây. Quần hình có chày nha. Bass nó Fuji FS7 anh em. Dài 39 thôi. Ngoại hình khá đẹp anh em. Nói chung có chày âm dâm anh em. Dùng khá là ngon á. Ok anh em ạ. Tổng thể cần đây. Quần hình có chày đây. 119 anh em. Nặng 2 365 60 g, ngọn 2 ly 2, góc 23,5. 119 để cho anh em giá 750 nha. 119 để cho anh em giá 750 nha. Rồi tới cái mã 120 anh em. Một cây cần câu lục nha, chất liệu cần carbon luôn. Dài 3m9 anh em. Bass nó bass Fuji FS7 nha. Bass Fuji FS7. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh nha anh em. Quy nhận khoan Fuji đá sẫm xanh luôn. Chất liệu cần là carbon. Quần hình rất đẹp anh em ạ. Quần hình rất đẹp nha. Sáng chân rồi anh em. Độ cứng 25 nha. Mấy cây độ cứng 25 thôi. Độ cứng 25 nha anh em. Mấy cây trước kia cũng độ cứng 25 hết. Tại mấy cây này độ cứng 25 được không anh em. Không có độ cứng 30 đâu. 30 đã ghi lên liền. Ghi lên 30 mấy mét liền. Còn 25 nó không ghi. Hàng bãi anh em. Mã số 120 nha. Nặng 310 g, ngọn 2 ly, góc 23. Mã số 120 giá 900.000. Mã số 120 giá 900.000 anh em. Tới 121. 121 là cần câu lục luôn.
cũng cần hơi hơi biki lúc này, chất liệu carbon nè, và hình có chày anh em, bass fuji bass 7, cây này cây hơi biki nagre gì đây, 39 anh em, tem nhật đây, khoan là fuji đá sấm xanh nha. Quầy hình khá đẹp anh em. Quầy hình khá đẹp nha. Tổng thể cần đi. Cái này mã số nó 121 anh em. Nặng 360g, ngọn 2 ly, góc 23 nha. Cái này đẹp hơn hai cái kia anh em. 121 giá 900 anh em. 121 giá 900 ngàn nha. Tới 122 là cần câu lục luôn. Một cây này là cây hãng Besta Fitin Made in Korea anh em. Dài 4m2, cây này súp đây. Bass nó bass Fuji Bass 7 nha. Ngoại hình cây này rất là đẹp anh em. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha, nguyên dàn khoan Fuji đá sấm xanh luôn. Chất lượng cần carbon, đây có chày nha anh em. Có chày nha, đó có chày đây. Độ cứng của nó là 15, ấy độ cứng 25 anh em. Tương đương với DT, độ cứng 25 tương đương với DT nha anh em. Ngoại hình rất là đẹp. Có chày nhưng mà còn quá là ok anh em ạ. Dài của nó là 4m2. Mã 122, nặng 450g, ngọn 2 ly 2, 2 ly 1, góc 25,8 nha. 122 giá 900 ngàn. 122 giá 900 ngàn anh em. Tới 123 là cái này có hộp nha anh em. Cây này cây cần dây trong á anh em. Đoạn đai qua đây, độ cứng 120, dài 2m anh em. Cây này nặng 275g đây. Một lóng của nó 1m05, 2 lóng đây. Thông số của cần. Mua cái này thì được cái là nó có cái này nè. Có dây lòn cước luôn. Được cái có dây lòn cước nha. Cây này thôi nha, là em có một cái dây này nó có anh em, chứ anh em mua mấy cây kia mà kêu xin cái cọng dây này gắn qua không có anh em. Cây nào ra cây đó nha. Cây này nó có dây dòng cước thiệt nhưng mà giá nó cao hơn anh em. Cái này thì chuỗi nó banh nó bay hết à. Quả hình chày đây, nói chung có chày. Cây độ cứng 122m anh em. Chày cái cầu dít quá. Hãng đai qua nha. Quả hình rất là đẹp. Carbon 2 da xoắn anh em. Bát nó bát đai qua luôn. Ở đây thì nó có cái dấu nứt nè. Mẹ nó. Này có dấu nứt nha anh em. Anh em lấy thì em sẽ lấy keo AB em dán lại. Dán lại nó dính cứng ngắc luôn anh em. Nó dính cứng ngắc luôn á. Anh em lấy em sẽ làm lại hết này. Nhưng mà vẫn còn thấy cái dấu này nha. Vẫn còn thấy cái dấu. Em sẽ làm lại nó cứng như hơn zin luôn. Nó cứng hơn cái lóng zin này luôn. Nhưng mà nó vẫn còn cái dấu. Dấu như vậy nè. Đó. Ngoại hình nói chung khá đẹp anh em. Đẹp nha. Cây mã số 123, nặng 275g, ngọn 2 ly 3, góc 14 nha. 123 để cho anh em giá 880.000. 123 để cho anh em giá 880.000 anh em. Đó thì anh em nào lấy cây cần nào cứ alo cho em. Lấy cây cần nào cứ alo cho em nha. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.